Những thông tin chính yếu cùng chương trình ngày mới. Hạ viện Nga đề xuất luật cấm mọi hoạt động của ICC trong lãnh thổ quốc gia. Số người thiệt mạng trong cuộc không kích trả đũa của Mỹ ở Syria gia tăng. Chợ Tam Bạc ở Hải Phòng sẽ xây lại ở vị trí mới. Tọa độ thế giới, đồng minh Tổng thống Putin nói Nga cần chứng minh tác động của đạn uranium trên lãnh thổ phương Tây. Tiêu điểm trong nước, di dời người dân khỏi chung cư cũ, liệu có phải một bài toán khó? Online toàn cảnh, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trong mùa khô, cần hành động ngay. Guinness Thế giới, cụ bà 80 tuổi người Canada lập kỷ lục Guinness với danh hiệu người hiến máu nhiều nhất thế giới. Thùy Dương và Hồng Quân mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình ngày mới Chủ nhật ngày 26 tháng 3 năm 2023. Dạ vâng ạ, xin chào chị Thùy Dương, xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật cho nên là sẽ có rất là nhiều những hoạt động ngoài trời, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được diễn ra. Và đặc biệt hơn nữa thì hôm nay cũng là kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cho nên sẽ có rất nhiều sự kiện dành cho các bạn đoàn viên thanh niên trên khắp mọi miền của đất nước. Và những thông tin này sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin ngày mới hôm nay cùng với những tin tức đáng chú ý trong nước và quốc tế khác. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đón theo dõi. Và trước hết chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục 30 giây đầu ngày. Sau đây là chuyên mục 30 giây đầu ngày. Thưa quý vị, Chủ tịch Hạ viện Nga, ông Vyacheslav Volodin hôm 25 tháng 3 đã đề xuất lệnh cấm toàn bộ hoạt động của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC sau khi tòa án này ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Volodin nói rằng Mỹ đã đưa ra luật để ngăn công dân của mình bị ICC xét xử và Nga cũng nên thực hiện điều này. Ông nói bất kỳ sự trợ giúp hoặc hỗ trợ nào cho ICC ngay tại Nga đều phải bị trừng phạt theo luật. Vào giữa tháng này, ICC đã ban hành lệnh bắt giữ và cáo buộc ông Putin phạm tội chiến tranh khi trục xuất trái phép trẻ em Ukraine sang lãnh thổ của Liên bang Nga. Tòa án này cho biết có cơ sở hợp lý để tin rằng ông Putin phải chịu trách nhiệm hình sự. Các quan chức của Nga đã bác bỏ và cảnh báo rằng bắt giữ ông Putin đồng nghĩa với việc tuyên chiến với cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Thủ tướng Singapore ông Lý Hiển Long mới đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt là khi ảnh hưởng chính trị và kinh tế của Trung Quốc trên thế giới đang ngày càng lớn. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CCTV của Trung Quốc, được Văn phòng Thủ tướng Singapore công bố nội dung vào hôm 25 tháng 3, ông Lý nói rằng thế giới sẽ không thể gánh chịu được hậu quả khi Trung Quốc xảy ra xung đột cùng với Mỹ. Ông nói thêm, Trung Quốc đang ngày thịnh vượng hơn, đóng góp cho nền kinh tế thế giới nhiều hơn và cũng ngày càng có tiếng nói trong các vấn đề quốc tế. Các quan chức Mỹ hiện cho rằng cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không thể diễn ra sớm như họ mong đợi. Điều đó cũng phản ánh mối quan hệ song phương đã xấu đi nhiều sau hàng loạt cuộc khủng hoảng trong những tháng gần đây. Ông Lee nói, tôi nghĩ rằng ta phải thực hiện từng bước một, ổn định các mối quan hệ, sau đó dần dần xây dựng lòng tin và tiến lên phía trước. Việc này sẽ mất thời gian và cũng không dễ dàng bởi có áp lực chính trị từ hai phía. Mối quan hệ song phương Mỹ-Trung lại chạm đáy vào năm nay sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu mà nước này cáo buộc là khinh khí cầu trinh thám của Trung Quốc, cũng như có thông tin về việc Bắc Kinh đã cân nhắc cung cấp vũ khí sát thương cho Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine. Thưa quý vị, một giám sát viên chiến tranh Syria cho biết vào hôm 25 tháng 3 rằng số người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ vào các căn cứ thân Iran ở miền đông Syria đã tăng lên 19 người. Đây được xem là một trong những cuộc giao tranh đẫm máu nhất giữa Mỹ và lực lượng thân Iran trong năm nay. Hôm 24 tháng 3, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công ở miền đông của Syria để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một ngày trước đó, khiến 7 người Mỹ thiệt mạng. Washington cho biết cuộc tấn công này xuất phát từ phía Iran. Theo đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, cuộc tấn công trả đũa của Mỹ nhằm vào các căn cứ có liên kết với lực lượng vệ binh cách mạng Iran ở Syria đã làm thiệt mạng 19 người. Tổ chức giám sát chiến tranh cho biết các cuộc không kích đã khiến 3 binh sĩ Syria, 11 chiến binh Syria thuộc lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ và 5 chiến binh không phải người Syria có quan hệ với chính phủ đều thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm 24 tháng 3 đã cảnh báo Iran rằng Washington sẽ hành động mạnh mẽ để bảo vệ người Mỹ. Iran là nước hậu thuẫn chính cho Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc xung đột kéo dài 12 năm ở Syria. Các lực lượng dân quân ủy nhiệm của Iran, bao gồm nhóm Hezbollah của Lebanon và các nhóm Iraq thân Tehran,
đều đã nắm giữ quyền lực ở các vùng phía đông, nam và bắc Syria và ở các vùng ngoại ô xung quanh thủ đô. Sự cố thủ ngày càng tăng của Tehran ở Syria đã khiến cho Israel thường xuyên thực hiện các cuộc không kích vào khu vực này. Mỹ đã nhiều lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về chương trình máy bay không người lái của Iran. Tiếp nối là phần tin trong nước. Thưa quý vị, tại buổi đối thoại với các tiểu thương chợ Tam Bạc vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã chấp thuận đề xuất xây chợ Tam Bạc ở vị trí mới thay vì vị trí chợ cũ, đồng thời cho dừng xây dựng chợ tạm tại số 3 đường Lê Thánh Tông. Tại cuộc làm việc, đại diện của các hộ tiểu thương chợ Tam Bạc đều bày tỏ nguyện vọng mong muốn thành phố xây dựng chợ mới trên nền chợ Tam Bạc cũ, không đồng ý với phương án xây chợ tạm tại số 3 đường Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền. Và các hộ kinh doanh cũng không đồng ý với phương án xây dựng chợ mới tại khu vực phía sau của siêu thị Metro cũ tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân cũng không đồng ý xây dựng chợ mới tại vị trí chợ cũ vì khi xây dựng chợ mới không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy và không đảm bảo về giao thông. Đồng thời, thành phố cũng chia sẻ những khó khăn của các tiểu thương sau vụ cháy chợ và mong các hộ kinh doanh đồng thuận, ủng hộ chủ trương của thành phố. Các quyết định khắc phục, xử lý sự cố phải được cân đối, bảo đảm giữa quyền lợi của các hộ kinh doanh, nhưng cũng phải đúng quy định pháp luật hiện hành. Thưa quý vị, trước nhu cầu đi chơi dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 tăng cao, thì thị trường vé máy bay cũng biến động theo khi giá vé tăng nóng từng ngày. Theo khảo sát trên trang bán vé của các hãng bay trong nước, đến thời điểm hiện tại, giá vé máy bay một số chặng từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các địa điểm du lịch nổi tiếng đang tăng mạnh. Thậm chí một số chặng bay đã hết chỗ giờ đẹp. Theo các công ty chuyên đặt vé máy bay cho biết, giá vé máy bay năm nay cao hơn khoảng 10 đến 20% so với cùng kỳ của năm 2022. Chênh lệch giá vé giữa dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và những ngày thấp điểm vì thế cũng rộng hơn. Mặt khác, trước thực trạng kinh tế khó khăn, khách hàng thắt chặt chi tiêu nên số lượng khó có thể đông đúc như kỳ nghỉ lễ trước đợt dịch. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng các hãng máy bay cũng không có nhu cầu giảm giá vì trong giai đoạn khó khăn về tài chính, giá xăng tăng nên bắt buộc phải giữ giá để duy trì hoạt động. Thậm chí nếu có giảm giá thì kể cả khi nhu cầu tăng nhưng tổng doanh thu cũng không thể tăng. Tiếp theo là những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya, ông Razan Kadyrov, đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã lên tiếng bình luận về việc Vương quốc Anh hứa hẹn sẽ chuyển giao đạn uranium nghèo cho Ukraine, cũng như là nhắc lại những hậu quả của việc sử dụng loại vũ khí này. Trong phát biểu của mình, ông Kadyrov đã ngụ ý rằng nếu muốn phương Tây ngừng lại những hành động như thế này, Nga chỉ có thể đưa ra hành động chứng minh sức công phá của đạn uranium. Cụ thể, ông Kadyrov nói, London gần như khá tự hào về kế hoạch gửi loại đạn pháo này cho Kiev và đã cố gắng làm dịu tình hình khi tuyên bố đây không phải là uranium phóng xạ. Ông khẳng định Nga thừa biết đặc tính của loại kim loại nặng này và nói rằng chỉ khi Nga chứng minh được hậu quả của đạn uranium này trên lãnh thổ phương Tây, chủ đề này sẽ tự biến mất. Lãnh đạo Chechnya nói thêm rằng phương Tây, Liên minh châu Âu EU và NATO đã đưa ra một ý tưởng mới để gây ảnh hưởng đến Nga. Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Anh bà Annabella Gordia thông báo rằng London sẽ chuyển một lô đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo tới Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó đã chỉ trích hành động này của Vương quốc Anh và khẳng định sẽ không ngại đáp trả. Mới đây, một bà cụ 80 tuổi đến từ bang Alberta ở Canada lập kỷ lục Guinness khi trở thành người phụ nữ hiến máu nhiều nhất thế giới. Thưa quý vị, trong suốt cuộc đời của mình thì bà Josephine đã hiến 203 đơn vị máu, cứu sống vô số bệnh nhân. Một đơn vị máu tương đương với 471ml máu, kỷ lục trước đó thuộc về người hiến tặng tên Madhura Ashok Kumar của Ấn Độ khi hiến được 117 đơn vị máu. Theo bà Josephine, đã hiến máu được gần 60 năm, bắt đầu từ năm 1965 ở tuổi 22. Nhóm máu của bà Josephine là O cộng, được các bệnh viện yêu cầu cao vì nó phổ biến nhất. Và mặc dù gần đây bà đã bước sang tuổi 80, tốc độ hiến máu của bà vẫn không hề chậm lại. Bà vẫn hiến trung bình hơn 4 lần mỗi năm. Những thông tin chính yếu tiếp theo. Tiêu điểm trong nước, di dời người dân khỏi chung cư cũ, liệu có phải một bài toán khó? Online toàn cảnh, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trong mùa khô, cần hành động ngay. Thu phí 100.000 đồng một người, khu du lịch tự phát ở Đà Nẵng bị đình chỉ hoạt động. Việt Nam xếp thứ 11 trên 30 quốc gia có gánh nặng bệnh nhân lao. Sách là bạn,
đừng tháo xuống nụ cười những nốt thăng trầm của tuổi trẻ. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trong nước. Thưa quý vị, sau sự cố sập hành lang tường lan can tại lô C chung cư Tôn Thất Thuyết, quận 4, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu khẩn trương bố trí di dời cư dân sang căn hộ khác. Mặt khác, tại Hà Nội, câu chuyện về 40% hộ dân cố bám trụ ở khu vực nhà G6A thành công. Dù nhìn bằng mắt thường thì nhiều người cũng thấy giữa hai đoạn đơn nguyên đã xuất hiện một khe nứt lớn hình chữ V rộng hơn 1 mét, lại càng khiến dư luận lo lắng. Nhằm đảm bảo về an toàn tính mạng và tài sản của người dân sống tại những chung cư xuống cấp, nguy hiểm cấp độ D, có nguy cơ sụp đổ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều quyết định tổ chức di dời người dân ra khỏi các khu vực này khẩn cấp. Tuy nhiên, có thể thấy công tác di dời vẫn gặp không ít những khó khăn. Mời quý vị cùng theo dõi tiêu điểm trong nước hôm nay. Theo kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 1, Hà Nội đặt nhiệm vụ triển khai xây dựng lại 6 khu chung cư, nhà chung cư, gồm cả nhà nguy hiểm cấp D. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 4 trên 6 nhà nguy hiểm được hoàn thành di rời theo kế hoạch. Hiện quận Ba Đình còn nhà G6A tập thể thành công với 23 hộ và nhà số 148-150 phố Sơn Tây với 3 hộ chưa đồng thuận di rời. Lý giải nguyên nhân tiến độ di rời không đạt yêu cầu, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Hà Nội cho biết: quỹ nhà tạm cư chưa đủ điều kiện ở thiết yếu dẫn đến rất khó thuyết phục các hộ dân sớm di dời. Ngoài ra, một số hộ dân muốn được trao đổi với chủ đầu tư xây dựng chung cư mới về diện tích căn hộ, thời gian nhận cùng các quyền lợi khác. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư không mặn mà tham gia dự án cải tạo nhà chung cư cũ. Liên quan về vấn đề này, kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhìn nhận, các khu chung cư cải tạo chậm là do chính sách chưa tạo ra sự hài hòa về lợi ích giữa ba bên, người dân, chính quyền và chủ đầu tư. Trong khi chủ đầu tư muốn xây thêm tầng cao để tăng lợi nhuận, nhưng việc này đi ngược lại chủ trương giảm mật độ dân số trong nội đô. Ở một diễn biến khác, theo mục tiêu của chương trình số 15 năm 2016 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra, tính đến năm 2020, thành phố cần giải quyết 237 số chung cư cũ hư hỏng trong tổng số 447 chung cư cũ. Tuy nhiên, sau gần 10 năm, thành phố chỉ mới giải quyết được 32 chung cư cũ. Năm 2023, thành phố quyết đẩy nhanh tiến độ di dời người dân để cải tạo 15 chung cư cũ nguy hiểm cấp D trên địa bàn. Theo ông Lê Trần Kiên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khó khăn lớn nhất cần giải quyết trong di dời người dân đang ở trong các chung cư cũ cấp D là có phương án tái định cư khả thi, thuyết phục người dân tạm thời rời nhà cũ đến nơi ở mới và kêu gọi doanh nghiệp cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ. Mặt khác, tiến sĩ Phạm Trần Hải, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh góp ý: bên cạnh việc gấp rút tháo dỡ, di dời chung cư cấp D, thì chính quyền và các sở ngành chức năng cần đẩy nhanh việc nâng cấp, cải tạo các chung cư cũ cấp B và cấp C để hạn chế xuống cấp D thời gian tới. Để giải quyết những nút thắt trong việc di dời các hộ dân ra khỏi các chung cư cũ cấp D, cơ quan chức năng cần xây dựng phương án thuyết phục hoặc cưỡng chế các hộ dân đến tạm cư tại nơi ở mới có điều kiện sống tốt hơn. Mặt khác, phải tìm nhà đầu tư cải tạo hoặc xây công trình mới trên đất cũ, đừng để mất bò mới lo làm chuồng. Tiếp nối là cụm tin vắn trong nước. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương và là trung tâm dịch vụ du lịch biển quốc tế. Theo tờ trình, quan điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa là phát triển nhanh và bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh và sức chống chịu của kinh tế tỉnh. Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Ngoài ra, GRDP bình quân đầu người sẽ đạt nhóm 15 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước. Mặt khác, đưa khu kinh tế Vân Phong, đô thị Cam Lâm trở thành địa bàn động lực phát triển mới của tỉnh và vùng Nam Trung Bộ. Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, hệ thống đô thị phát triển theo hướng thông minh, bền vững, giàu bản sắc với một số đô thị đạt đẳng cấp quốc tế. Đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu là vào năm 2050 là địa phương đi đầu trong việc thực hiện mục tiêu đưa phát thải khí nhà kính về mức không của Việt Nam. Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo, thưa quý vị, mới đây thì Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã đình chỉ hoạt động khu du lịch tự phát Dreamer is the Forest ở suối Lương, chân đèo Hải Vân. Thưa quý vị, trước đó người dân ở khu vực này đã có phản ánh khu du lịch Dreamer in the Forest thu tiền du khách khi đến tham quan, chụp ảnh ở đây với giá 100.000 đồng một người.
Qua làm việc với cơ quan chức năng, chủ của khu du lịch Dreamer in the Forest không cung cấp được giấy phép kinh doanh và các hồ sơ, giấy tờ thủ tục khác. Địa phương đã lập biên bản chủ khu du lịch tự phát Dreamer in the Forest và yêu cầu dừng tất cả các dịch vụ kinh doanh bắt đầu từ ngày 24 tháng 3. Mặt khác, theo tường trình của chủ khu du lịch, việc thu phí 100.000 đồng một người gồm một phần nước pha chế, chăm sóc cảnh quan, giữ xe, dọn vệ sinh, thức ăn cho cừu và khách được báo giá trước khi vào quán. Tuy nhiên, với quyết định của Ủy ban Nhân dân phường, chủ cơ sở này cũng cam kết ngừng hoạt động kinh doanh. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đồng ý chủ trương để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuần lễ vàng du lịch lần thứ hai diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2023. Trước đó, thì sở này đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh để xin chủ trương tổ chức tuần lễ vàng du lịch nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Lâm Đồng trong năm 2023. Theo đó, tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2023 có chủ đề Lâm Đồng cao nguyên hùng vĩ. Đáng chú ý, tuần lễ vàng du lịch sẽ tổ chức trên toàn bộ 12 huyện, thành phố của tỉnh với những chương trình đặc sắc mang dấu ấn riêng của từng vùng miền. Chương trình tổ chức tại thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương với nội dung chính là du lịch trải nghiệm, văn hóa và ẩm thực. Để thực hiện thành công tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương, doanh nghiệp có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức an toàn, hiệu quả, không phát sinh kinh phí ngân sách, đồng thời phát huy tối đa sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, du khách tham gia vào tuần lễ vàng du lịch. Một thông tin về y tế đáng chú ý, thưa quý vị, tại lễ kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống lao năm 2023 vừa diễn ra, thì đại diện Bộ Y tế cho biết Việt Nam xếp thứ 11 trên 30 quốc gia có gánh nặng bệnh nhân lao cao trên thế giới. Thưa quý vị, đáng chú ý là do hơn 70% người mắc lao đang ở trong độ tuổi lao động, nên căn bệnh này ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế xã hội của đất nước. Theo đó, trong 2 năm gần đây, Việt Nam phải đối mặt với nguy cơ bệnh lao bùng phát trong cộng đồng, khi số người mắc và tử vong vì bệnh lao đang tăng trở lại. Chỉ riêng năm 2021, cả nước có tới 169.000 người mắc bệnh và 12.000 ca tử vong. Đáng chú ý, trong 2 năm diễn ra dịch COVID-19, công tác phòng chống lao tại Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có mức độ giảm phát hiện bệnh lao cao nhất toàn cầu. Do đó, trong thời gian tới, Bộ Y tế và chương trình phòng chống lao quốc gia sẽ tăng cường vận động để nhận được sự cam kết mạnh mẽ của chính phủ trong việc hỗ trợ công tác phòng chống lao và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới phòng chống lao từ trung ương tới địa phương, đồng thời cũng tăng cường tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế và nâng cao nhận thức của người dân trong việc kỳ thị người bị bệnh lao. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, dù trong mùa khô nhưng cứ cách 1 đến 2 tuần là lại xảy ra trường hợp trẻ đuối nước. Có thể thấy giai đoạn này thời tiết nóng bức nên nhiều trẻ thường rủ nhau tắm sông, suối, ao hồ. Tuy nhiên, một số bậc phụ huynh lại có tâm lý chủ quan vì là mùa khô nên thiếu sự quản lý, giám sát, từ đó dẫn đến những tai nạn thương tâm. Và thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giai đoạn 2015-2020, thì trung bình mỗi năm ở nước ta có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Và không phải ai cũng biết con số này ở Việt Nam là cao nhất trong khu vực, thậm chí là cao gấp 8 lần ở các nước phát triển. Vậy làm sao để giảm phòng tránh cũng như là giảm thiểu về tai nạn đuối nước một cách có hiệu quả? Mời quý vị cùng theo dõi online toàn cảnh ngay sau đây. Ngày 24 tháng 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Kon Tum vừa bàn giao 2 trẻ tử vong do đuối nước cho gia đình lo hậu sự. Bên cạnh đó, trong những ngày qua, do liên tục xảy ra các vụ đuối nước tại các hồ, mỏ khai thác đá, nên chính quyền địa phương ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã treo biển cảnh báo hạn chế người dân đến gần. Có thể thấy, tai nạn đuối nước luôn trở thành vấn đề nóng trong mùa khô, dù hồi chuông cảnh báo đã gióng từ lâu. Mình vẫn thường hay nghĩ là cái xác suất bị đuối nước nó không có rơi vào mình. Mà cho dù có thì sẽ có người giúp đỡ mình, những các bạn bảo hộ cho mình. Đó là lý do mà dẫn đến cái việc là mình không có tìm hiểu thêm những cái kiến thức về phòng chống đuối nước cho bản thân cũng như mọi người. Bên cạnh đó thì mình cũng cảm thấy là cái việc mà tuyên truyền với lại những cái mà giáo dục về phòng chống đuối nước đó, nó vẫn còn rất là học thuật. Cho nên là khi mà mình coi xong, nhiều lúc mình sẽ không thể nào nhớ được, mặc dù nó rất là đầy đủ nhưng mà không có cái sự ấn tượng để lại cho mình hoặc là những cái em nhỏ hơn á. Tình trạng đuối nước ở trẻ em đã được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là một trong 5 nguyên nhân gây thiệt mạng hàng đầu. Thế nhưng, không phải ai cũng nhìn thấy bức tranh đáng báo động này. Và thực tế hiện nay, không phải trẻ nhỏ nào cũng được học bơi đầy đủ hoặc có học nhưng vẫn thiếu kiến thức về kỹ năng sinh tồn dưới nước hoặc cứu đuối.
khi bị những trường hợp mà lỡ xảy ra thì các em nên bình tĩnh. Một là gọi người lớn, hai là mình có những cái vật dụng gì bên cạnh mình thì hãy chẳng hạn như là sốt hoặc những cái phao chung quanh mình hoặc cái ống tre nó nổi được thì mình đưa xuống dưới để mà những cái em mà bị chẳng may lọt vào cái nơi sâu đó, thì người ta vơ ôm được những cái đó thì tại mình kéo vào. Và những người em mà biết bơi thì cứ bình tĩnh, một phần thì cho người kêu người lớn, một phần thì mình hỗ trợ. Mình xuống thì có những cái vật nổi thì mình chỉ đẩy vào thôi. Cũng mong rằng phụ huynh nên vào những cái dịp cho con em đi học bơi. Khi bơi được rồi thì cái xác suất xảy ra tai nạn sẽ giảm rất là nhiều. Theo các chuyên gia bơi lội, trẻ nhỏ vừa yếu về thể chất, vừa yếu về tâm lý nên dễ gặp nguy hiểm. Nếu gặp nạn thì dễ hoảng loạn, hành động loạn xạ, nhanh mất sức, làm tình huống trầm trọng hơn. Tuy nhiên, không phải bố mẹ nào cũng nhìn thấy nỗi lo mang tên đuối nước với con em mình vì bận mưu sinh hoặc thiếu sự quan tâm. Để rồi khi có bất trắc thì đôi lúc chỉ đành nói giá như. Bơi buổi sáng, bơi buổi tối rất là minh mẫn. Thứ hai là điều quan trọng nữa là trẻ biết cách để mà phòng chống đuối nước với những bài tập sinh tồn, nổi, thả nổi, là biết như thế nào để vào bờ, biết như thế nào để lấy hơi, để nén hơi, để mình tự cứu bản thân nó. Thì họ tiền đề cho con mình một bộ môn thể thao phát triển chiều cao. Dù hồi chuông cảnh báo đã gióng lên từ lâu, nhưng dường như tai nạn đuối nước vẫn trực chờ. Việc này đòi hỏi các cơ quan chức năng, cơ sở giáo dục và ngay trong mỗi gia đình, cá nhân cần tăng cường hơn nữa các kiến thức và biện pháp phòng tránh đuối nước cho người dân, đặc biệt là trẻ em và học sinh. Kính thưa quý vị, đồng hành cùng với chúng ta trong chuyên mục Sách là bạn ngày hôm nay sẽ là quyển sách Đừng tháo súng nụ cười, được chấp bút bởi tác giả Khải Đơn. Đây là cuốn sách viết cho tuổi trẻ với nhiều cung bậc cảm xúc vui, buồn trong cuộc sống mà tuổi trẻ sẽ phải trải qua. Dạ đúng thưa anh Hồng Quân, qua mỗi chương trong tác phẩm đã để lại cho độc giả nhiều kinh nghiệm, xen lẫn những suy tư trăn trở và lo âu. Các câu chuyện trong cuốn sách Đừng tháo súng nụ cười là những lát cắt sinh động của cuộc sống gửi tặng cho người trẻ. Các bài viết được sắp xếp theo 4 chủ đề: tuổi trẻ lộng lẫy, người đi lạc, không thể yêu mãi mãi, con đường trước mắt. Tại đây, người đọc sẽ tìm thấy những chiêm nghiệm về mơ ước, tự do, tình yêu của người trẻ, đồng thời tìm thấy hình bóng của bản thân, gia đình, bạn bè, người yêu, những mối quan hệ đặc biệt và nhiều điều ngổn ngang của xã hội. Thông qua quyển sách, tác giả đã đem tất cả trải nghiệm chất lọc được trong chặng đường hành trình tuổi trẻ của mình, đúc kết thành những bài học tuy giản đơn mà quý giá. Đừng tháo súng nụ cười không chỉ là câu chuyện dành cho người trẻ tuổi mà còn phù hợp với các bậc phụ huynh muốn hiểu con khi con bước vào lứa tuổi thanh thiếu niên. Quyển sách phù hợp để đọc chậm rãi, có thời gian chiêm nghiệm để cảm thấu hết phần nội dung. Sau tất cả, cuốn sách muốn nhắc nhở dù những phiền muộn, khổ đau mà tuổi thanh xuân in hằn trong tiềm thức thì đó vẫn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời mà chúng ta đều không thể khứ hồi. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, theo thông lệ mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật các tin tức thời tiết đến từ chị Nhi Lê. Chào quý vị đang đến với thời tiết 24 giờ. Thưa quý vị, tại khu vực phía Bắc Bộ với vùng đồng bằng như là Sơn La, Hòa Bình thì ngày hôm nay sẽ có mưa rào và dông. Đáng lưu ý là sự tranh chấp giữa hai khối khí nóng và lạnh khiến cho nguy cơ cao dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan như là mưa đá, gió giật mạnh, nhất là ở các khu vực vùng núi phía Bắc. Do có mưa cộng thêm vùng thấp nóng không còn tác động nên nền nhiệt ở khu vực Bắc Bộ sẽ giảm đi từ 6 cho đến 8 độ, miền Bắc chấp dứt nắng nóng. Còn tại khu vực của miền Trung chỉ xảy ra nắng nóng ở khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi, còn mức nhiệt không còn quá cao từ 35 đến 37 độ. Cục bộ một số nơi vùng núi sẽ có nhiệt độ trên 38 độ. Còn với khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, hay từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trời cũng sẽ có nắng nhưng không cao. Nhiệt độ dao động từ 31 đến 34 độ. Lưu ý, chiều tối nay ở các tỉnh thành khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có mưa dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nên người dân cần hết sức lưu ý. Khối không khí ổn định bao trùm các tỉnh thành khu vực phía Nam
có dấu hiệu suy yếu và rút ra ngoài biển, khiến cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây hơn, làm giảm cường độ nắng. Nền nhiệt trong ngày cả hai khu vực đều giảm nhẹ, cao nhất tại khu vực Tây Nguyên giảm còn từ 30 đến 33 độ, nóng chỉ xảy ra cục bộ vài nơi. Với khu vực Nam Bộ thì nóng vẫn xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông nhưng không quá gắt, với mức nhiệt từ 35 đến 36 độ. Còn các tỉnh miền Tây, nhiệt độ dao động từ 32 đến 34 độ. Và sau đây sẽ là bản nền nhiệt độ tại các vùng trên cả nước. Tiếp theo là khoảnh khắc ngày mới. Thưa quý vị, cứ mỗi độ tháng 3 về trước sân chùa Thầy tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, hoa gạo lại nở rực nhuộm đỏ cả một góc trời, khiến cho không khí nơi đây vốn linh thiêng lại thêm phần thơ mộng. Và kính thưa quý vị, hoa gạo nở cũng như ngầm báo hiệu những đợt rét cuối cùng của mùa đông sẽ qua và một mùa hè sắp đến. Chùa Thầy cách Hà Nội chừng 20 km về phía Tây Nam và là một trong những ngôi chùa cổ kính nổi tiếng nhất của mảnh đất thủ đô, gắn liền với những giá trị văn hóa và tâm linh. Chùa được xây dựng từ rất lâu, tính đến nay trên 1.000 năm tuổi. Khi những vạt nắng vàng tươi chiếu xuống, len qua tán cây hoa gạo trồng trước sân chùa, càng làm những bông hoa gạo trở nên lấp lánh, phản chiếu cả một góc chùa Thầy. Từng bông hoa rơi lạ chã trên nền nhà rêu phong, say lòng du khách ghé thăm. Những cánh hoa gạo cố vươn mình ra xà xuống cạnh thủy đình trên hồ, càng tô đậm nét trữ tình cổ kính cho ngôi chùa. Hoa gạo thường nở trong khoảng một tháng và rụng dần trước khi cây ra lá non. Đây cũng là dịp người từ muôn phương kéo tới chùa Thầy để lễ bái và chiêm ngưỡng phong cảnh nhà Phật. Chẳng ai có thể làm ngơ được trước vẻ đẹp rực rỡ của hoa gạo. Mùa hoa gạo không quá dài lại khiến người ta càng trở nên trân quý loài hoa này. Vâng, kính thưa quý vị, những hình ảnh tại chùa Thầy vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày mới hôm nay. Thùy Dương và Hồng Quân mến chúc cho quý vị khán giả một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình người thân của mình. Bên đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.